chào quý vị khán giả, rất vui khi đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục An toàn giao thông phát sóng định kỳ tối thứ 5 hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, đã 6 tháng kể từ khi đợt dịch COVID-19 tái bùng phát tại nước ta, các chiến sĩ công an nhân dân đã gác lại công việc và hạnh phúc riêng tư, cống hiến hết mình trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình, trở thành lá chắn phòng dịch vững vàng. Trước yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát của tỉnh Cao Bằng đã siết chặt việc đi lại giữa các tỉnh thành có dịch với địa phương, góp phần giữ vững vùng xanh an toàn. Mẹ con ở nhà khỏe không? Cố gắng nhá, hai mẹ con ở nhà cố gắng nhá. Con đi học nhá. Ở trước nay sức khỏe đảm bảo. Cuộc điện thoại chóng vánh của Đại úy Nông Văn Duy, đội cảnh sát giao thông trật tự, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cao Bằng và người vợ của mình trong khoảng thời gian ít ỏi, giờ nghỉ ăn trưa, đã nói lên phần nào những tâm tư của những người chiến sĩ cảnh sát giao thông vì nhiệm vụ chung mà đã gác lại công việc cá nhân, gia đình. Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, 6 tháng nay, Đại úy Nông Văn Duy được phân công tăng cường nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông tại quốc lộ 3, địa bàn giáp danh giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Cạn. Mặc dù phải xa gia đình, xa vợ con trong thời gian dài, nhưng Đại úy Duy luôn xác định và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé của mình trong thành quả chung chống dịch tại Cao Bằng. Chúng tôi cũng là một cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng hết mình cố gắng và nhắc nhở vợ con và vợ cũng ở nhà động viên là có công tác tốt. Từ khi đại dịch COVID thứ tư bùng phát tại nước ta, tỉnh Cao Bằng cũng đã thực hiện trạm kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh từ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Tôi được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ tăng cường trạm kiểm soát dịch COVID tại quốc lộ 3. Đã hơn 6 tháng làm nhiệm vụ tại chốt dịch bệnh, mặc dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng y tế, quản lý thị trường, cảnh sát cơ động khắc phục để thực hiện đảm bảo nhiệm vụ tốt của mình. Sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của Đại úy Nông Văn Duy cũng là quyết tâm chung của tất cả các chiến sĩ cảnh sát giao thông và các lực lượng liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã cử 6 cán bộ chiến sĩ tham gia 2 trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trạm kiểm soát quốc lộ 3 và trạm kiểm soát quốc lộ 4A. Đồng thời, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, lồng ghép công tác tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, vận động nhân dân, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, người tham gia giao thông luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Từ ngày 8 tháng 5 năm 2021, tỉnh Cao Bằng đã siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng công an được giao nhiệm vụ là nòng cốt tại các trạm kiểm soát, đặc biệt tại trạm trọng yếu, cửa ngõ ra vào địa bàn. Nhiệm vụ này được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò trạm trưởng, cùng các lực lượng khác bám chốt 24/24 giờ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phòng Cảnh sát Giao thông tham mưu Ban Giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kết hợp với thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19. Đơn vị tập trung cao độ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 2 trạm kiểm soát liên ngành, chỉ đạo các tổ Cảnh sát Giao thông trên các tuyến quốc lộ để kiểm soát các phương tiện đi đến và đi qua địa bàn tỉnh Cao Bằng, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo các yêu cầu, nội dung và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo ghi nhận, tại trạm kiểm soát trên tuyến quốc lộ 3, trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 lượt phương tiện và lượt công dân qua trạm.
lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng liên ngành đã kiểm soát tất cả các phương tiện, từ xe máy, ô tô con tới xe tải, xe khách di chuyển từ các tỉnh thành khác lên Cao Bằng. Để tránh ùn tắc giao thông, các phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông dừng đỗ ở các vị trí thích hợp. Nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát giao thông là dừng phương tiện và phân luồng các phương tiện, hướng dẫn người dân khai báo y tế theo mã QR của bên Bộ Công an. Thời gian này các lưu lượng phương tiện và người dân tham gia giao thông khá đông. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện hết mình nhiệm vụ của mình để giữ vai trò đảm bảo Cao Bằng không có dịch bệnh bùng phát trong tỉnh ta. Thời gian qua, tại hai trạm kiểm soát trên tuyến quốc lộ 3 giáp tỉnh Bắc Cạn và tuyến quốc lộ 4A giáp tỉnh Lạng Sơn, ghi nhận số lượng người dân sử dụng phương tiện cá nhân trở về Cao Bằng từ vùng dịch tăng cao. Đặc biệt trong số này, có nhiều người từ các tỉnh đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Từ ngày 10 tháng 5 đến nay, tại hai trạm đã tiến hành kiểm soát 45.933 lượt phương tiện, tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt cho 102.220 lượt người, yêu cầu cách ly tập trung 73 người. Tại các trạm kiểm soát phòng chống dịch, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn được bổ sung lực lượng y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Thị trường hoạt động 24/24 giờ để kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do lượng phương tiện lưu thông trên tuyến khá lớn, thời tiết những ngày qua tại Cao Bằng nắng mưa thất thường, các lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định. Quá trình dừng kiểm tra các phương tiện, xác định trên xe có ghé hoặc dừng xuống ở Cao Bằng thì ca trực sẽ đo thân nhiệt từng người, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế cũng như cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần. Trường hợp công dân có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ báo ngay cho trung tâm y tế địa phương để đưa về phương án phù hợp. Trường hợp công dân có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ báo ngay cho trung tâm y tế địa phương để đưa ra phương án phù hợp. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì yêu cầu tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm thì thực hiện test nhanh tại trạm, nếu có kết quả âm tính mới cho vào địa bàn Cao Bằng. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, đã có hàng trăm người dân tỉnh Cao Bằng trở về các tỉnh phía Nam, chủ yếu đi phương tiện xe máy từ miền Nam về đến Cao Bằng. Do quãng đường xa nên hầu hết người dân đã thấm mệt khi đến các trạm kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Cao Bằng. Trước tình hình đó, với tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ bố trí các kíp dẫn đưa bà con trở về quê hương khi đi qua địa bàn tỉnh, phân công cán bộ chiến sĩ phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát nhu yếu phẩm cần thiết như đồ ăn, thức uống cho bà con trước khi đưa vào khu cách ly tập trung. Có thể nói, nhờ những đóng góp thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng khác tại các trạm kiểm soát dịch, đã góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Cao Bằng hiện là địa phương duy nhất trên cả nước chưa có ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, nhiệm vụ phòng chống dịch luôn được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ưu tiên hàng đầu. Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ hợp lý để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sức khỏe để đảm đương công việc. Với chức năng và nhiệm vụ được phân công, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vững vàng trên mặt trận phòng chống dịch, là tấm lá chắn vững chắc, quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với xe container không phải là những vụ tai nạn hiếm gặp. Nhiều trường hợp thì xe container đang chở hàng hóa lưu thông trên đường khi vào khúc cua đã lật nhào, khiến hàng hóa đổ đầy đường và làm ảnh hưởng đến giao thông. Đoạn video clip sau đây là một ví dụ điển hình. Một sự việc xảy ra mới đây trên đường Huỳnh Văn Cù hướng đi cầu Phú Cường, Bình Dương. Khi đến khúc cua đoạn đối diện trường sĩ quan công binh thành phố Thủ Dầu Một thì bị mất thăng bằng rồi lật nhào xuống đường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ, hàng hóa trên xe đổ đầy đường
văng vỡ cửa kính nhà dân. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc. Có thể thấy việc không giảm tốc độ khi vào khúc cua là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với xe container. Vì vậy, các tài xế khi tham gia giao thông trên đường cần làm chủ tốc độ và chú ý quan sát, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đến đây, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.